Ai dạ dạ. À dạ, một cái lưu dụ, một cái dây này thì khó quá, nghe thiếu bạn thiếu về. Mẹ nó tôi thôi. Bạn Trương xem tôi biết, xem có thịt có thà không, đem ra đây để tao nhắm rượu. Cả nhà có ba thú thật là cái này thì rượu về cái gì. Nhà ta có khó khăn vất vả, ông lúc nào cũng rượu rượu chè chè thì lấy đâu ra tiền mà mua thức ăn hả ông? Im mồm, bà im mồm ngay. Ở trong nhà này không có chỗ cho bà lên tiếng. Bà con có trách nhiệm nấu nướng, phục vụ và lấy tiền ra đây để tao cần uống rượu. Ôi trời ơi, tôi khổ quá. Adam Palomo mời bà con nghe thông báo của khu dân cư về việc thực hiện bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình. Vậy mời bà con tham gia cuộc thi Alo Alo. Mẹ ơi, mẹ cho con tham gia nhỉ? Ôi giời ơi, mẹ có thấy không? Nhà này có cách quyết định gì tôi có được quyết định đâu đâu thì hả con? Mày muốn tham gia gì thì mày sang hỏi bố mày. Bố ơi, bố cho con tham gia nhỉ? Mình phải chẳng đẳng tới cái gì. Còn mày nữa, con gái con đứa lớn rồi không kiếm thằng chồng để cùng tao uống rượu. Cả hai mẹ con suốt ngày thì lo việc thi với chẳng khổ. Đúng lũ vịt rời ô tích sơ. Này kìa ông, tôi thấy con nó cũng có năng khiếu, với lại nó cũng muốn tham gia cuộc thi. Hay là ông cho nó đi tham gia đi. Lại còn có bà nữa, bà ấy một ngày. Chứ không đấy là bà phải chịu trách nhiệm. Tôi thế không cho bà và con đi tham dự đâu. Rượu rượu chè chè, nhà mình đã hết gạo ăn cả tuần nay rồi. Em đã phải sang nhà bà tí để bay rồi. Ông không biết à? À, hai mẹ con như này chống đối hả? Tao thì không biết chắc. Bà Mỹ, dừng lại ngay. Gia đình mình có chuyện gì mà xảy ra sự tình như vậy? Vâng, tôi chẳng giấu giếm gì hai căn hộ. Lão nhà tôi lúc nào dịp trẻ về cũng lên đập hát mẹ con tôi. Vừa rồi con viên nhà tôi nó cũng nghe ba phát thanh ở xã mình có tổ chức giao lưu hoặc họ gì gì đấy. Nên nó cũng muốn tham gia đấy à. À, đây là hồi khi tiên truyền đấy bà cả. Vâng, đấy, con viên nhà tôi nó cũng muốn tham gia. Nhưng lão nhà tôi lúc nào về cũng không cho nó đi tham gia gì cả. Vậy cứ đánh đập hai mẹ con tôi thôi. Ôi trời ơi, không đâu, tao sẽ cho nghe như bà con nghe con em mà trận. Đề nghị bác trai không nghe à? Việc này chúng cháu sẽ giải quyết. Không à. Thưa bác, theo quyết định pháp luật của nhà nước chúng ta quy định, vì đánh đập vợ một, đánh đập vợ con, hai, bạo lực gia đình, ba, ba phân biệt giới tính. Như trường hợp như bác thì sẽ xử phạt từ 3 đến 5 triệu đồng. Còn hơn nữa thì bác sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật đấy bác ạ. Ôi người ơi, sợ thế là cán bộ. Mà từ trước giờ tôi có biết đâu, tôi có tưởng hết là chồng, là ông trong gia đình. Vợ con không giành được tôi cái trách nhiệm, tôi đánh đập chứ. Tôi thờ quá đấy cán bộ ơi. Cán bộ ơi, nếu mà hình sự thì ghê lắm. Nếu mà sau này có phải đi tù, cán bộ bảo cán bộ cấp trên cho tôi tù, ngồi tù nằm thì é được tù treo lên. Tôi thờ lắm cán bộ à. Biết thế, bác nghĩ vậy là không đúng rồi. Quy luật Việt Nam đều bình đẳng giới bác ạ. À, vậy là tôi hiểu ra rồi. Trước tiên, xin lỗi bà con và xin lỗi mẹ, xin lỗi con gái nhé. Từ nay tôi sẽ bỏ rượu không uống rượu nữa. Và cuối cùng khu dân cư bà con nhân dân sẽ giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, tuyên truyền truyền thông về cả cộng đồng của khu dân cư và gia đình, thực hiện là cái tình gương mẫu nhất. Bác nghĩ vậy được là tốt lắm rồi. Nhân tiện đây tổ truyền thông chúng cháu mời gia đình mình cùng tham gia bác nhé. Ồ vậy chân anh cảm ơn chúng ta truyền thông và truyền thông bác tham gia cùng với nhé. Chương trình giao lưu văn nghệ tổ truyền thông cùng Phúc Hoàng chỉ được khép lại tại đây. Lần nữa thay mặt cho tổ xin kính chúc sức khỏe đa nhiều cùng ban giám khảo và quý vị lời chào trân trọng.
thi thành